Xin chào tất cả các bác. Trước mặt các bác đây, đó chính là showroom của Vinga Đời 7. Hiện tại thì bên em đang chuẩn bị về rất nhiều những dòng loa hi-fi, high-end và những dòng loa giải trí cao cấp. Đó, ngày hôm nay với song song hòm hòm nên là nhá hình các bác cùng xem. Đây, toàn bộ dây dợ và thiết bị vẫn chưa xong. Đây, anh em đang bắt đầu dọn dẹp và xếp lại, sắp xếp lại. Chắc là vài hôm nữa thì sẽ lên sóng các bác để các bác cùng xem. Đây, toàn bộ cái hệ thống dây này thì bên em đã làm sẵn. Đấy, sau khi các bác đến trực tiếp, các bác muốn thử đôi loa này thì chỉ cần đầu nối cái thiết bị jack là có thể nghe được toàn bộ cái hệ thống loa này. Đó, không phải cắm thử nữa. Một đôi loa này thử với con súp này chẳng hạn là toàn bộ dây này chạy ngầm bên trong hết. Đó, đây là những dòng loa surround. Đây là những dòng loa chính. Đây là những hệ thống âm ly của Denon súp Calip. Đó, và những dòng cột JBL và những dòng loa chưa biết do này loa này là loa gì, và những dòng loa thông báo của JBL súp Calip. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau lên tầng 2 các bác cùng xem. Đó, đây, đây là hệ thống tầng 2 của bên em. Với hệ thống tầng 2 này sẽ là những đồ giải trí gia đình cao cấp. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đây là những hệ thống Denon và loa Definitive. Đó, bên này là những dòng loa của Monitor. Đó, bên này là những dòng loa hệ thống Shima. Đó, và đây là những dòng loa Opera. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Toàn bộ cái này thì em sẽ lên sóng giới thiệu các bác vào ngày 1, ngày 2. Còn hôm nay thì bên em đang setup. Đây là khoang của Calip. Khoang của Calip. Đó. Đây là Infinitive. Đây là Monitor. Và đây là thương hiệu Opera sẽ ở khoang này. Đó, Opera. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đây là những hệ thống giải trí nghe nhạc và xem phim. Rất là lớn trong không gian gia đình lớn. Đó. Và chi tiết toàn bộ từng thiết bị này ra sao thì sẽ có trong một clip chi tiết. Đây là nhá hình các bác cùng xem. Đó. Đấy, dòng ly, âm ly Denon clip. Rất đẹp đúng không ạ? Sắp tới thì Vinga Đời 7 mở cửa để đón chào các bác đến trải nghiệm thực tế toàn bộ các hệ thống dòng này. Và toàn bộ ở đây phòng demo này thì bên em sẽ đấu nối toàn bộ thiết bị này vào. Đó, nên là các bác có thể đến đây một chốc một nhát để các bác có thể thưởng thức được toàn bộ hệ thống này. Ví dụ các bác muốn thử hệ thống Opera thì bên này là có sẵn đấu nối sẵn hết rồi. Các bác chỉ lên bấm một nút là có thể nghe. Hay là hệ thống Calip. Calip đây đúng không ạ? Thì toàn bộ cái hệ thống này em sẽ đấu nối hết. Đó, các bác chỉ đến và thích nghe bộ này thì bên em bật có thể mở luôn. Và bên kia cũng tương tự như vậy. Và toàn bộ hệ thống này sẽ được đấu nối toàn bộ hết. Và các bác đến chỉ việc tích tắc là có thể trải nghiệm được toàn bộ cái hệ thống này. Đó. Và toàn bộ đây thì bên em sẽ đấu nối toàn bộ các thiết bị dây dợ vào hết. Đó, để rút ngắn cái thời gian mà các bác đến các bác trải nghiệm. Và phòng karaoke của chúng ta sẽ là ở tầng trên. Tầng 1 và tầng 1 chúng ta là showroom của đồ hi-fi, các hệ thống loa không dây và karaoke. Tầng 2 là chúng, đây là tầng 2. Tầng 2 thì chúng ta sẽ có toàn bộ hệ thống hi-fi và tương lai sẽ là những hệ thống high-end cao cấp ở trên tầng 2.
còn tầng 3 sẽ là giải trí karaoke. Trên tầng 3 chúng ta sẽ cũng sẽ có cái từng khoang một của Nexo, của SR, của HK và có đầy đủ hết. Đó. Ok, ngày hôm nay thì em nhá hình các bác xem một chút về toàn bộ cái không gian của bên em vừa mới setup hơn một tuần vừa qua. Đó. Ok, còn chi tiết thì em sẽ hẹn các bác vào clip mà ngày mai ngày kia các bác nhé, để em xong hết showroom. Đấy, ngày hôm nay thì nhá hình các bác cùng xem thôi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Xin chào ạ.